Đã đến với cả một kèo thi đấu sâu mạnh solo sen giữa game thủ sen long và game thủ dưa chua. Solo sen đánh chạm nào trận thi đấu đầu tiên. Vậy như mọi thứ cuối cùng thì vẫn tiếp tục rồi. Trận thi đấu đầu tiên với màn hình máy của Sáng Long. Trước cửa nhà có đôi sư tử, bãi quả đầu cực kỳ đẹp của Long. Nhưng yêu đầu của anh thì không đẹp chút nào cả. Bãi quả đầu thẳng tắp và nó cản trở đường yêu về. Được cái lọ thì mất cái chai. Dừng cực kỳ đẹp dành cho Long. Đối thủ của anh là game thủ dưa chua Witty. Cái tên mà game thủ dưa chua hay đặt. Người Việt Nam chúng ta hay gọi anh dưa chua. Không biết ai đặt tên anh cho anh cái tên đấy. Nghe có vẻ hơi có mùi thì ý là hôm nay Sáng Long sẽ giành chiến thắng. Một chiến thắng vâng thuyết phục. Chứ còn ở Việt Nam gần như ngoài ông chim sẻ ra thì chắc không ai dám nhận kèo solo sen với anh nữa đâu. Nhưng mà anh hành hà hết ông này đến ông nọ, mệt lắm. Hy vọng dưa chua hôm nay cũng đánh vẻ hay. Chiến tướng rồi, BB đã thua rồi. Nguyễn Như Vũ thì cũng đang lắc đầu. Ông chim sẻ thì cũng không hẹn ngày tái ngộ. Trông chờ vào dưa chua. Dưa chua là một game thủ mà vâng chuyên deep map. Chuyển sang đánh cái thể thức đời ba không thành, cung R đời ba không thành này. Và cũng đang có được những sự tiến bộ những năm tháng gần đây. Đánh giá về dưa chua, khả năng điều cung của anh vẫn thuộc dạng hàng bá đạo thôi. Khả năng phát triển, khả năng FD của dưa chua thì chơi tốt cho năm. Vâng, một đôi voi bên ngoài, Sê Long đã đưa được một con về rồi. Rất may có đôi voi để gọi là đồ lùa của anh. Hiêu đầu là hiêu 6, S2 để mà ăn cả gỗ lên cả thịt hiêu. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ bằng những lượt like, lượt chia sẻ. Và ai chưa đăng ký kênh có thể nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới về game thủ Sen Long. Cũng như cả về AOE nói chung luôn, chứ không chỉ riêng Sáng Long hay các game thủ Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng là duy trì để anh em có được cái kênh xem mỗi lúc rảnh rỗi. Thứ hai, về với nhà chính của Long, bài với Long đánh 26 dân. Hai mươi sáu dân, 743 dành cho Long. Đây là một cái map đẹp về thế nhà, nhưng về mặt đồ ăn thì là hai hiêu hai voi cho nên mặt quạ đầu. Đây là bình hiêu thứ hai, bình hiêu thứ hai của Sáng Long chỉ là 5 con thôi. 11 sắc hiêu, 2 sắc voi nhưng mãi quạ đầu. Đó là cái gì mà Sáng Long ra thì với Sáng Long ở thế thức sen này anh không cần quá nhiều đồ ăn mà vẫn có thể đánh khỏe được. Vâng, dưa chua đi ra Nga. Chỉ số giò của dưa chua có tí còn ít hơn Sáng Long và lên đời rất sớm. Có lẽ đây sẽ là chiến thuật chơi xuyên suốt cái kèo thi đấu này đến từ dưa chua, đó là khả năng ép sớm. Cái
cố gắng ép ít dân lên sớm và đi dâng Nga. Sau đó anh có thể làm sao để có thể dâng Nam A, tận dụng khả năng điều quân khét của mình để mà dí chết Xiang Long ở thời điểm vâng trước phút 20, thời điểm mà anh chỉ cần Xiang Long anh không đỡ được hoàn toàn anh sẽ gõ 2-3 ăn thêm mấy hero ở bên ngoài mà ăn hoang kết hợp với một vài cái ruộng đến từ game của Xiang Long. Rất tiếc trận này không có quả phụ. Thêm một bảy yêu 5 con nữa đến từ nào. Khán giả của AOE Trung Quốc họ đang chờ đợi dưa chua. Một kèo thi đấu show match biểu diễn và cái số tiền thưởng nó cũng không hề nhỏ mà game thủ dưa chua vượt qua được Xiang Long. Và thêm một bóng nghe nữa thôi. À, cái mặt tiền của anh được bỏ kín. Nhà của dưa chua đóng ở đâu chúng ta chưa biết. Xiang Long cũng chưa kene. Nhưng đã tìm ra dân của dưa chua lộ từ rất sớm. Xe giò sẽ đẩy đi để mà tìm hướng nhà dưa. Trước cửa nhà lòng dưa đã có bánh xe. Và dưa sẽ đập dân, 4 dân để vặn lên. Còn Xiang Long hay không phải là bài thủy Nam A. 4 nhà BA và nâng cấp của 2. Quá tự tin khi mà đã không được nhà. Nhưng dưa chua cái lối chơi của anh nó cực kỳ khô máu với Xiang Long. Anh hiểu là anh không giết được Long sớm, không đánh nhanh thắng nhanh thì anh sẽ quýt. Vâng, hai tơn của dưa 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con cung giờ, như vậy là dâng 4 A anh từ dưa. Vâng, dâng đập rất may về kỹ năng cung vẩy E của Xiang Long nó vẫn tốt và dưa chua đang mải nhiều cung giờ bắn. Chúng ta nhìn thấy trận ép quá tốt đến từ dưa, 7E tiếp không hay lấy luôn. Vâng, rất may chưa lọt vào, nhưng hãy cẩn thận cái tơn ăn hoang bên ngoài. Cái tơn dân ăn hoang bên ngoài, dân ăn hoang xong 7 yêu đứng im ra ngoài tìm ra bãi quả là thơm. Đây rồi, có một bãi quả xe giò vừa tìm ra, đúng là định mệnh. Dưa chua có phát hiện là cái bãi ngũ bên ngoài sẽ làm hay không. Xiang Long có một bãi ngũ bên ngoài. Dưa chua sẽ tận dụng con giấc ở trước cửa nhà BA. Vâng, lại đục thêm một E nữa vào đến từ dưa chua. Và dưa chua chưa lao vào, anh vẫn đang tự tin với số lượng cung R bên ngoài đông hơn so với số lượng cung R ở trong của Xiang Long. Đại dương đã phát hiện ra bãi ngô bên ngoài của Long. Vâng, đường ra bãi quả kia nó xa quá. Xiang Long đi mãi bây giờ mới tới. Dưa chua anh cũng không vội, anh đang ép cho Xiang Long không ra được khỏi nhà. Bãi gỗ này sẽ là bãi gỗ bất ổn của Xiang Long. Nhưng mà dưa chua mà đâm vào sâu, Xiang Long có thể bắt cuốn cả. Vâng, dưa chua quyết định đâm vào, Xiang Long bắt không. Vâng, dưa chua ăn cả một bãi quả bên ngoài. Đây có lẽ là quả phụ của Xiang Long. Rất đáng tiếc dành cho Long, Long không tìm ra bãi quả này. Long lại chiếm lại được dốc. Long chiếm lại được dốc. Lên chơi nhà A của dưa chua, đẩy dưa chua về mặt nhà A. Bắt đầu lấy lại những lợi thế thuộc về Xiang Long. Ra sẽ để lên chơi nhà A của dưa chua. Này anh nghĩ để sẽ để lên chơi là đúng rồi. Tỷ số được mở dành cho game thủ Xiang Long. Dưa chua ép lên đời sớm. Bài mà đi dâng A. Dâng A ăn hoang và ép ở thời điểm đầu là rất tốt. Bác đến 4 dân quyết tâm là ôm bom Xiang Long. Nhưng thời gian không ủng hộ anh với cái bài dâng A như vậy. Tỷ số được mở dành cho Thần Long sau trận thi đấu đầu tiên ở kèo thi đấu showmatch này.
Còn có lẽ Dưa đang chờ những cái trận thi đấu đúng kiểu như vậy, ép Seng Long. Vì ở thời đỉnh cao Seng Long cũng thừa nhận là anh rất sợ chiến tướng, những cái bài mà chiến tướng chơi theo cái lối du mục. Chỉ cần 20 phút đầu không đỡ được chiến tướng, Seng Long di sai. Còn chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với cả trận thi đấu thứ hai trong kèo thi đấu Showmax Solo Sen giữa Sen Long và game thủ Dưa Chua. Trận thi đấu thứ hai, mẫu 4 của Sen Long, mẫu đầu xa đây. Nhưng cái nền đất là chúng ta có thể dự đoán được đây là một trận thi đấu mà Sen Long, cái cố lẻ của Sen Long sẽ cực kỳ xa, nhưng có hiêu gần, đưa về và ăn hiêu trước. Quân Sen là quân đặc biệt, khi mà những cái vỗ khâu đầu không đẹp chúng ta có thể khắc phục bằng cách ăn hiêu voi trước. Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là bài tàu đây, ăn quả thì là bài bình thường. Vâng, những cánh rừng dừa góc 3 giờ này, một cái góc mà hay gọi vui là góc chết của các huyền thoại. Rất nhiều huyền thoại đã nằm xuống ở cái góc này. Góc này một khi nó đẹp nó cực kỳ đẹp, một khi nó xấu thì nó xấu vô biên luôn. Đá lốt một sắc yêu cũng về bãi quả chính, và đây là bãi quả phụ. Ngon rồi, ngon về mặt đồ ăn thôi. Nhìn cánh rừng dừa này là Long không thích rồi, chắc chắn là xe Long không thích rồi. Hai voi, một bầy hiêu, hai bãi quả cực kỳ đẹp. Đó là về mặt đồ ăn, kia là cánh rừng thông, nhưng mà có cá xa, dân lại di chuyển là cực kỳ mất thời gian. Long câu voi thì vẫn vậy rồi. Chính xác đây là anh Sang Long, và chỉ có Sang Long chứ không phải là ai khác. Câu voi rồi, nhìn câu voi vắt người ta biết ngay đây là anh Long. Thế mình gì? Con voi đầu tiên về, vẫn còn con nữa. Đây xem chiếc thứ hai, và sau cái S2 đó là ăn bãi quả đầu, chỉ có thể là đóng G bãi quả phụ trước. Vậy là ăn quả gần trước. À, bây giờ mới cắt dần quả phụ. Quả phụ xem nào, mình như cũng là 6 cây. Đúng là 6 cây. Hai bãi quả 6, hai voi, một bầy yêu về. Quá đẹp về mặt đồ ăn. Mà đây là đẹp với con Sen thôi, còn cần các cái loại quân khác khác thì lại hóa bình thường được. Là loại quân xe rồi, quân đặc biệt. Không chỉ người Trung Quốc. Ô, hình như chết một dân. Hai sư tử gặm chết một dân. Kích đời. Vâng, 7-25 với 24 dân, 25 dân trừ 1. Rất đáng tiếc, hai con sư tử đứng ở vị trí đó đắc địa thế nhỉ. Một chút giật lag, soi tan. 23 dân của Dưa Chua. Đúng như em dự đoán thì Dưa Chua hôm nay đánh kiểu công hiến rồi. Vâng, mặc định là đánh ít dân đi dân Nga, vác cả dân lên dân quân, cứ thế mà ăn hiếp Sen Long thôi. Tận dụng là anh Sen Long mắt mờ tay chậm. Dưa Chua này thì thuộc thế hệ đầu 9x, Sen Long là cuối 8x cơ. Vâng, 23 dân và chỉ số giò không ngừng tăng đến từ Dưa. Vâng, tôi chịu đổi đấy. Chịu chịu.
có lẽ đó cũng chỉ dưa chua, chỉ có thể còn chọn cái lối chơi đó thôi. Thế để mà anh còn đua phát triển mà xong gần đua chén lòng thì ngang tự sát. Vâng, đây rồi, nhà của dưa chua ngay cạnh cái bé thứ hai của chén lòng. Ôi, dâng A dâng cả BB luôn. Chén lòng gặp một bài cực kỳ cuối chín nhưng mà trên dân. Tôi tính xin được cung T à, anh ơi. Nào mới định xin là cung P à. Chua đang chơi kiểu phá kinh tế sớm của Giang Long. Giang Long sẽ không thoải mái được đúc ruộng mà phải đi ăn hoa. Cái nhà cung bằng cái nhà này thì thủ cực kỳ vất vả, nhất là dưa chua lên đời sớm hơn tân cung. Cả hai con voi. Cái mà xe lòng tìm nó đi kiếm rừng. Vâng, anh đi lên 12 giờ không đi rừng đâu cả. Mỗi đôi voi với cả một bãi quả mà dưa chua đã ăn rồi. Trong khi dưa chua cũng ăn cánh rừng thông kia. Map này map kiểu gì này? Không nhiều rừng đâu nha. Một cánh rừng đầu của Xe Long, cánh rừng dừa. Vâng, dưa chua đi rừng A cũng ăn cánh rừng thông. Và dưa chua đập dân luôn rồi. Vâng, cực kỳ máu lửa đến từ tên thủ dưa chua. Tôi thích chơi kiểu này. Ông có bánh xe, ông vác một đống dân, ông vào ông lệ này. Ui trời ơi, đặc điểm kiểu ông điểm dân thân trong deep map vậy. Rồi, ông nhiều tay thật. Xem Long đã có bánh xe. Vâng, dưa chua thì đã có cả cung R rồi. Cực kỳ mất tay với ông dưa này. Ông vác 5 dân, ông lệ thẳng ruộng. Xem Long tìm ra 2 con voi để mà ăn hoa. Bài mà cơ cấu lấy 4A của Xem Long. Dưa chua mấy A? Dưa chua mấy A? 1, 2, 3. Bước 3 nhà BA chăng? 3 nhà BA chăng? 23 dân. Và dưa chua cơ cấu ép lực. À không, vậy tên đầu 3 và tên 2 thì là 4A. Tỷ số đã được cân bằng 1 đều. Bài dưa chua đánh khét thế nhỉ? Thế nào? Ui rồi, map này. Map này không có rừng luôn ạ. Cả hai như game thủ đều không có rừng. Rừng nhồi hết xuống góc 6-7 giờ mất rồi. Dưa chua anh chơi kiểu lệ lệ này được. Em thích cái kiểu lệ lệ này. Một đều. Một đều, một đều. Căng. Mà dưa chua cứ chơi này căng lắm. Chúng ta đều biết chơi đập dân thì cực kỳ mất tay. Vì dân đập xong rồi nó đứng im, nó không đập tiếp. Mà dưa chua thì cái anh thừa lại tay. Một trong những game thủ mà chuyên về thể loại deep map. Vâng, chơi có lẽ chơi deep map mà không có đối thủ. Không có đối thủ anh chuyển sang đánh cung R. Mà thách thức luôn các cao thủ cung R. Thật tiếc là dưa chua vẫn chỉ ở cái mức dạng khá thôi. Đang chờ đợi trận đấu thứ ba, sôi động quá nhỉ. Anh em like đi ạ, like đi. Like đi mà. Trận thi đấu thứ ba.
Vâng, hiện tại thì điệu vâng. Điệu vẫn chưa được tốt cho lắm. Hơi giật. Cuối cùng thì có lẽ là cũng hết giật rồi. Đây là quả đầu 6 cây xếp 2 hàng. Có vẻ như vẫn giật, các game thủ vẫn chưa tăng speed. Rồi, đã có người tăng speed game lên một con số 1.5. Hiện tại thì các cầu thủ Trung Quốc họ cũng không chơi 1.5 8 phút đầu nữa. Chơi luôn 2.0 từ đầu. Có lẽ trận này là các anh game thủ không ai muốn tăng speed cả. Xoay máy tăng hộ. Sự tử làm vui dân lên dốc. Huy tất nhiên là không chết dân rồi. Đây là bảy yêu đầu của Sáng Long. Vâng, quyết định là chơi 1.5 rồi. Không, như vậy là 2.0. Sáng Long nhận qua ở điểm đầu có lẽ là dưa chua gặp vấn đề gì đó. Anh chưa vội đăng speed. Yêu đầu yêu 4 của Sáng Long. Quả đầu 6 yêu đầu 4. Và đưa cái bảy yêu này về lại. Cũng phải cực kỳ tỉ mỉ đấy. Như tự game AOE. Game AOE này thì có 2-3 chế độ chơi. Cái chế độ đó là chơi theo kiểu chiến dịch. Là anh em sẽ vào các cái map mà nó tạo sẵn rồi. Anh em chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Đó là chơi máy. Chế độ thứ hai đó là giam đền map. Đã đang chơi. Ở Việt Nam và cả Trung Quốc đều chơi map đó là đời ba không thành. Map Hill Country. Khác đó là Việt Nam chúng ta chơi thể thức đời ba không thành, giam đền đời ba không thành. Còn Trung Quốc họ chơi đó là cung R xem. Đây là Trung Quốc họ cũng có một cộng đồng chuyên đó là giam đơn. Nhưng mà đời 3 là có thành và có tròi. Dành cho một cộng đồng riêng. Đấy, chế độ thứ 3 trong cái map, trong cái trò chơi AOE này chúng ta có thể chơi. Đó là Deep Map. Đấy, thể thức và dưa chua cực kỳ bá. Nhớ đầu năm 2019 khi mà đoàn AOE Trung Quốc có sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Mà game thủ dưa chua có kèo solo với dưa chua thì các cao thủ Deep Map lắc đầu hết. Văn Tích, Văn Sự là lắc đầu. Người ứng chiến với dưa chua lại là game thủ BB. BB thi đấu thể loại Deep Map solo hôm đấy cũng cực kỳ hay. Anh chỉ để thua Giáp Nút với tỷ số là 2-3. Trước đây khi mà cái thể thức Deep Map ở bên Trung Quốc nó cũng gọi là tỉnh hành, khi mà còn được có rất nhiều người thích và họ tài trợ thì Sáng Long cũng tập chơi và thuộc dạng cái thủ top về thể loại đó ở bên Trung Quốc. Có lẽ hiện tại bây giờ thì anh chỉ tập trung vào đánh cung R thôi. Và cái thể thức Deep Map kể cả ở bên Trung Quốc họ cũng, cái cộng đồng cũng không còn nhiều người nữa rồi. Bằng chứng là dưa chua đã chuyển sang đánh cung R. Bài 26 dân của Sang Long, dưa chua là 24 dân.
24 dân. Ba đời. Vâng, điều em lo sợ nhất đã tới. Dìa chùa tiếp tục đi dựng Nga. Và cái lối chơi khô máu này, Xe Long kích lại công nghệ chặt gỗ 1. Điểm mạnh của dưa chua nó khả năng điều quân, nhiều tay điều quân, điều cung cực kỳ khét. Những thời điểm mà dưa chua tự tin anh có thể điều vâng 200 đơn vị quân. Tự tin mà tay của dưa chua cực kỳ nhanh. Vâng, anh còn có khi anh còn chê chim sẻ tay không nhanh lắm. Thế là ông dưa chua này cũng thuộc dạng không chỉ chém chế giỏi đâu, anh chế hay đâu mà anh chém gió cũng hay. Tất nhiên là người ta có trình người ta mới chém được như vậy, cảm giác nghe hay. Bò ba dưa chua đóng cái nhà bia tiếp theo ở đâu, mới chỉ tìm ra hai nhà bia đến từ dưa chua. Xe Long đang cố để mà bo vào. Vâng, cung đờ của dưa chua lở ra bên ngoài hết. Rất may ở trong nhà Trang Long không có cung. Mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. Dưa chua lên đời sớm hơn và đã có cung đờ. Như vậy dưa chua vừa đem một A. Em nhà Bia bị nhốt ở trong nhà. À, khi à, vâng một con cung đờ trong này là dưa chua đủ tay điều. Nó cực kỳ nhức. Trong này rộng lắm, chạy bao giờ mới bắt được con cung gờ đó. Khi đó về chỗ kia thì bãi gỗ của Sang Lòng cũng đang bị khai thác. Dưa chua đục một E và lao vào à, nhiều tay hơn Sang Lòng. Sang Lòng đang bị ăn hành như này. Vâng, thì lấy thịt để người và dưa chua bổ sung cả dân lên chiến rồi. Khô máu rồi. Vâng, rất khô máu ấy từ dưa. Sang Lòng buộc không còn cách nào nếu mà sẽ làm muốn ăn buộc phải bắt dân lên mà lệ. Vâng, rất khô máu, cái lối chơi cực kỳ khô máu đến từ việc đủ dưa chua, nhưng mà sẽ làm đập dân hiệu quả hơn. Ta có thể nhìn thấy rằng là cung đờ dưa chua không còn nhiều, cung đờ dưa chua ở trong nhà sẽ làm là không còn nhiều, nó chỉ còn được khoảng một tơn cung 4A. Dân của dưa chua đã rút ra ngoài. Bận dân của dưa chua đang đập E và tiếp tục con cung đờ mới của dưa chua lại tiếp tục vào. Rất may Sang Long bò được cái nhà bia A kia, còn không anh sẽ vất vả hơn. Cung đờ Sang Long cùng giáp thân đập này cực kỳ đau. Thời gian của một bộ dưa chua nha. Đang được chủ hộ anh khi mà anh vâng có dân ăn hoang khắp bản đồ và ép 5A đều cái đơn cuối. Chứ anh chơi kiểu vác hẳn chục dân lên để mà khô máu như thế này. Thời gian của một bộ dưa chua Sang Long vẫn còn lực để mà sắp tiếp những cái cơn 4A. Mai còn 28. Cảm giác dưa chua chơi máu thật, cực kỳ máu. Cung đờ dưa chua vẫn đông hơn và dân vẫn còn ở trong nhà đâu. Dưa chua có lên tỷ số lên là 2-1 hay không? Sang Long bắt đầu đuối dần rồi.
Khó, được bài toán này thì khó. Bài toán này thì khó. Quá dành cho Dừa nhưng Sinh Long không chịu được nữa rồi. Khi mà tham hài của anh xuống còn có 17 thôi. Tỷ số là 2-1 dành cho Dừa Chua. Chúng ta chờ đợi ra buổi rồi. Tầm khoảng 8 cái ruộng ở nhà. 8 cái ruộng ở nhà. Vâng, 2-1 dành cho Dưa Chua. Cực kỳ bất ngờ cái lối chơi của Dưa Chua. Vâng, tấn công và tấn công. Người ta gọi cái trò này, cái lối chơi này ở trong bóng đá hay gọi là lấy công bù thủ. Đúng là Dưa Chua lấy công bù thủ. Anh vác cả dân lên. Anh vẽ đúng 8 cái ruộng ở nhà. Khô máu luôn với Sang Long. Chụp dân lên chứ đùa. Hay. Valamas, Valamas. Oklahoma, Valamas. Yuri, Valamas. Oklahoma, Valamas. Ta đến với cả trận thi đấu thứ tư. Lẽ sau cái trận hai cái trận thi đấu vừa rồi, thậm chí ba trận thi đấu vừa rồi, dù Sang Long cũng phải cực kỳ cẩn trọng với cái con hàng này. Con hàng này mau quá. Trận thi đấu thứ tư, Sang Long gặp một map gỗ đầu cực kỳ đẹp. Cây gỗ 75 gần với nhà chính của anh. Ba cây gỗ 75 trong bóng nhà chính luôn. Chưa thấy đồ lùa dành cho Long. Đây là bảy yêu đầu. Vâng, Sen Long, khả năng của anh, cái lối chơi của anh thì ta đều đã biết. Không có lạ lẫm gì cả. Vâng, cái tên thiên hạ đệ nhất nhân. Vâng, ba khí thần Long. Xưa thì Trung Quốc họ có câu vô ảnh binh và vô ảnh điền mà miêu tả cái lối chơi của Sang Long. Đang phát triển cực kỳ bá đạo, khả năng ôm gỗ đục ruộng vĩ đại. Vâng, Dưa Chua gọi 2-2. Vẻ Dưa Chua gặp một map xấu rồi chăng? Sang Long là một game thủ, chúng ta không thấy anh soi tham nhiều. Anh cảm nhận trận đấu của Sang Long thuộc hàng kinh điển. Nhiều trận thiếu đánh tim anh không hề soi tham, nhưng anh vẫn cảm giác là cái thế trận nó như thế nào. Làm chúng ta rất nhiều là ông chỉ có trực chờ xem tham để mà được quýt thôi. Quýt tham chớm đè là quýt. Trung Quốc họ chơi kiểu là vào không đúng thứ tự gì cả. Đấy, xem tham mà chẳng bao giờ biết tham nó đè xuống tí hay là thế nào. Ông đánh các trận đấu cảm giác dài hơn. Thay vì việc mà tham chớm đè là các thương viên thủ Việt Nam là quýt ngay. Ồ, chảy cối thì đâu cũng có. À, bây giờ mình soi 21 dân, chết một dân sớm của Dưa Chua. Mà sẽ làm gặp một bài đó là bâng một cánh rừng của anh. Ba chiếc nhà BS và ba chiếc nhà BS đó đều khai thác được cả gỗ và cả hiêu. Vâng, bài ba hiêu một quả của Sang Long.
Nhưng cái việc dưa chua chết dân anh sẽ không phải là cái bài ép ít dân lên sớm được, việc mà chết dân kha kha sớm như vậy. Vậy cũng là cái lý do tại sao dưa chua gọi hài. Anh đã tìm ra được cái phương pháp để mà hạ gục lòng. Anh chỉ trực chờ như vậy để mà bằng khô máu, một là long quýt, hai là anh lăn ra quýt bằng 23 dân. Xem long là 24. Ba trận thi đấu đầu tiên dưa chua đều dân Nga. Hai trận thi đấu thua của Xe Long đều những trận thi đấu mà về mặt nhà cửa của Xe Long là thì không phải thấy nhà mắt trong trận thi đấu đầu tiên. Và toàn lên đời muộn hơn Tân Cung cơ. Rõ ràng đánh với cả dưa chua đánh cái bài cơ bản không ăn thua. Bài cơ bản của Sen là 25 dân cộng 1. Sen làm quyết định trận này là 24 dân cộng 1. Lên đời ngang với dưa chua ở đời 2. Dưa chua cũng là bài... từ đề 2 của anh là 23 dân, 24 dân trừ 1. Cắt một dân đi mà tìm nhà BS đi dân của dưa. Vâng, 3 nhà BS vây quanh một cánh rừng thông. Và cũng là cánh rừng thông mà sẽ lòng tìm ra duy nhất đấy. Tục của cái map lại khu khăm với rừng chẳng. Đây rồi. Dưa với chà chua. Bo e vàng. Không được. Mà vẫn được, dân của dưa chua quay lại. Nhưng mà dưa chua đã có bánh xe. Thật ra Xe Long không bò được hai thằng dân nó vào đâu nha. Vẫn thiếu một móng nghe nữa. Chua ấy đã có bánh xe. Và anh đọc bằng vác cực kỳ nhiều dân lên đây. Vâng, chúng ta xem là các tuyển thủ dân Nga họ chỉ vác hai dân lên đánh Nga thôi. Ông dưa chua ông vác cả bốc lên. Chất chơi người rồi. 4A đầu 4A. Long đang cố gắng để mà bo e và A. Dưa chua đang tách cung vào để chơi vào các cơ sở của Xem Long. Vâng, hai cung gờ ngoáy đến từ dưa chua. Một tên cung chia một con cung gờ chơi vào ruộng. Một cung gờ 5 năm chơi vào bãi gỗ bên ngoài. Vâng, anh đang xoay Xem Long. Anh đang chính xác, anh đang xoay Xem Long. Long máu quá, mình rất máu đến từ lòng. Đấu cung thì Xem Long đang thiệt hơn một cung. Dưa chua chúng ta nhìn thế này, hit and run này. Ôi, vâng đúng là Xem Long đang bị dưa chua xoay như trong cháu. Vậy e không? Thì anh cũng đã có tuổi mà. Cảm giác cái ông này đánh cái nhịp độ nhanh quá, ai không theo kịp. Mai còn 29 mới tự lọc. 29 dành cho Xem Long. Chính xác 33 rồi, vừa thêm một tuần cung. Quá nhiều tay và tay cũng nhanh. Hit and run rồi điều. Con cung đờ bắn lúc thứ hai chúng ta vừa thứ pha mà cung đờ chạy ngang hơn là bóng để mà điều cung phát hiện ra bãi ăn hoang của cái dưa chua bãi
quả. Tôi nói sẽ làm thử cách được cái đạo cung đờ bé bé đi rồi. Thì ở nhà anh thì Jesus đang chiếm, đang chiếm mất quanh ruộng này sẽ làm điếng. Đơn giản là không còn các không còn cơ sở nào làm thực quanh ruộng, quanh ruộng cơ sở làm thực duy nhất của Sen Long. Như hai cung R của Sen Long tách đi cũng là một mớ dân của dưa chua, một mớ dân của dưa chua. Bình tĩnh lại Sen Long ơi, bình tĩnh để giải quyết cái bài toán này. Con hàng này, con hàng không đùa được. Có bầy hiêu và đôi voi bên trên, mà dưa chua càng ngày càng nhiều cung. Vâng, ăn gần hết bãi quả đó cơ mà. Sen Long đã tìm ra dân chặt gỗ. Việc mà dưa chua không tỉ mỉ như thằng dân chặt gỗ này, không hề chạy dân đi. Tức là cái điểm yếu của dưa chua, nhưng mà dưa chua chạy dân nhanh như cái ông chim xe thì thôi. Cũng của khoại bá. Vâng, ra một vài cái ruộng đến từ dưa chua, Sen Long đã phát hiện. Long vẫn đang rất vui vẻ. Nhờ điều cung thủ nhà ai, nhờ hai con cung lờ tách đi đang năng suất hiệu quả. Nhưng mà chơi vào lực của dưa chua, tham lai của anh thì còn 2-3 thôi. Dưa quả cuộc dạng quá rát đi. Nó đưa về cái thế trận đó, cái trận không ai có nhà không. Trận quản map. Tôi này. Darwin, Alamon. Holmes, Isaac. Gary, Holmes. Got it. Like it. Ừ, cảm giác khó thở thật. Ready, Mark, Yuri. Lauren. Sen Long quản map thì cuộc gọi là đỉnh của đỉnh, tiêu cái trận quản map. Mai đánh cực kỳ hay rồi. Yuri, Isa, Ite, Isa. Có cảm giác gì đó xem là nó bị cuốn, đang bị cuốn. Tớ này mình bị về, rất may là dưa chua không phải e vào cái khe rừng đó. Tớ đó mà bị về e thì điếng người dành cho Sen Long. Nhưng mà cái tớ cung đờ đang bị dưa chua đuổi theo. Dưa chua quản rất kỹ các cái cơ sở mà ăn hoang cũng như là cái chỗ ruộng của Sen Long. Đóng BC, hy vọng là bãi gỗ và cái hốc ở vị trí ấp 6 giờ nó giúp cho Sen Long có thể lật ngược được thế cờ. Chứ tham lai bắt đầu đè thành ra dưa chua, thậm chí nó đang đè mạnh mạnh xuống đấy. Tức cái hốc này thì không vẽ được ruộng, phải nhoi ra ngoài. Không thấy dân của dưa chua đâu nhỉ. 3 giờ anh Long ơi, 3 giờ. Hoặc 3 giờ Sen Long vẫn còn cái khoảng đen đen mà Sen Long chưa vào. Dân của dưa chua bây giờ gần như tàn hình. Sen Long chưa tìm ra được dân nào mà cứu anh đi quanh rồi. Từ nhà cũ lên đỉnh 12 giờ. Dưa chua trốn được chỗ nào nhỉ? Còn dưa chua mới quản lại cái chỗ ăn hoang voi rồi xuống về nhà chính của Sen Long anh quản. Đây bài quả này thì không có. Voi này. Ô, dân của dưa chua tàn hình đi đâu vậy? 3 giờ xem nào. Con dưa chua không ngờ anh đuổi dài thế nhỉ. Còn trốn đâu anh cũng đuổi. Anh đuổi quanh chỗ nhà này thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Góc 5-6 giờ này thì anh không quản, anh chỉ quản quanh quanh các vị trí cũ thôi. Anh cực kỳ ảo. Bãi quả đây này, đúng không? Bãi quả này, ủa một con bé của dưa chua. Điều hiệu quả không có nhiều, quả này cũng không có. Ở nhà bắt đầu như vừa thấy một tên có dân đấy. Ngoài còn có 10 rào, à đây chỗ này.
bây giờ dưa chua đến kê rồi. Khó rồi, người Tràng Long có cả ruộng đây. Vâng, khó rồi, tỷ số sẽ là 3-1 dành cho dưa chua và rất có thể Tràng Long sẽ thua kèo này. Vâng, Long cay quýt luôn. Vâng, anh quýt rất dứt khoát và rất cục, quýt như sơ luyến. Một trận thi đấu dưa chua chết dần đến đời Nga người Tràng Long, anh đi sang Nga. Còn gần như dưa chua quản thì chỉ quản quanh cái nhà của Tràng Long thôi. Còn cái chỗ dân mà Tràng Long chạy xuống 6 giờ là anh có biết đâu. Bằng ngoan lằng ngoằng như ông dưa chua này. Quan trọng nhất là Tràng Long anh không tìm ra cái chỗ dân của dưa. Tràng Long cũng đi quanh nhà của dưa nhưng mà không có. Đấy mà khổ chị. Còn dưa chua đi quanh nhà của Tràng Long thì anh lại quấy được nhiều, chỉ ăn được nhiều dân. Đó là khác biệt ở cái trận thi đấu thứ tư. Tỷ số được nâng lên là 3-1 dành cho dưa chua và chúng ta đến ngay với trận thi đấu thứ năm. Bây giờ thì là chạm 2 và chạm 4. Căng. Căng quá ấy chứ. Căng này anh em không like thì thôi đấy, không biết nói gì. Anh em like cho phát phấn khởi. Kèo thi đấu solo giữa game thủ Sen Long và game thủ dưa chua. Phát ở trên kênh YouTube Sen Long AOE. Ôi là bao nhiêu đầu đây nhỉ? Hơi mệt. Mệt cũng phải đá về thôi chứ còn làm thế nào. Anh không muốn thiết kế, không muốn thiết kế một chiếc nhà BF chỉ để ăn hiêu. À, thăm ngàn. Thăm ngàn. Vâng, đá đồng con về rồi. Đầu ép đầu đóng ở đâu? Đóng ở đây. Ép đầu đóng ở đây. Chỗ nào được không? Vâng, con hàng dưa chua hôm nay đánh mau quá. Đánh mau quá. Thằng nào ông dưa chua này cặp với Xe Long thắng chim sẻ và game thủ Tếu với tỷ số là 8-0. Nhà dưa chua trên đỉnh 12 giờ, Xe Giò và Xe Long đã tìm ra. Mà ông dưa chua này ông bế quan luyện tập hay sao? Anh khỏe thật. Những cái trận đi đấu một màu thôi. Đi sang Nga. Long đỡ được thì Long thắng, và Long không đỡ được thì Long thua. Nhưng mà đôi khi cái lối chơi này lại khắc xem Long. Nếu mà chim sẻ có xem được cái video này, cái video về kèo thi đấu này, thì anh có thể tham khảo cái lối chơi của anh dưa chua để mà tự tin lại phục thù Tràng Long. Chứ tôi thế để ông fan, mấy ông fan ông Long ông ấy bảo chim sẻ không dám nhận kèo nghe hơi buồn đấy. Chim sẻ ạ, 25 dân của Tràng Long kích 7.5, 22 dân. Ôi dồi, ngoài rồi. Ngát người rồi. 22 dân, ông lại kích cuối 8. Chúng ta chờ đợi xem có vài bài kích 8 của game thủ dưa chua hay không. 17%.
22 dân chuẩn vào cuối 8, 22 dân cộng 1. 19% từ 17 lên 19. Đúng là bài dân Nga của Dưa Chua rồi. Chắc chắn là bài dân Nga. Căng cò thật. Ông cái ông Dưa Chua này. Tưởng ông Xe Long cho thành dưa khú nhưng mà không vài. Đây rồi, dân của Dưa Chua hay rồi. Vâng, nhà A đóng xong rồi. Kia là A đóng xong rồi, 22 dân cơ mà. Ừ, Xe Long mới đóng A. Tôi chỉ cẩn thận đánh Long. Dân họ chưa đập, dân mình đã đứt. Vâng, một bài kích 958 của Xe Long. Ui giời, ông Dưa Chua. Vâng, có còn xin miếng ạ. Ui. Và đúng là có còn xíu miếng đấy, dừa dừa sẽ làm buộc phải đi dâng A ngược lại thôi, cách nào thì bài lên đời là quá lệch một ông xem Dưa Chua cộng dân rồi. Dưa Chua có cộng thêm thằng dân 23. Căng thật cái ông Dưa Chua này. Ông đã có bánh xe rồi á. Ông một chút giật lag, mọi người chờ chút. Rồi, tín hiệu nhà trận đấu đã quay trở lại với chúng ta. Hay đấy là cái bóng trên cái màn hình, trên cùng màn hình mà Dưa Chua được đập. Căng thế nhỉ. Pha đấy Dưa Chua đã có anh. Vâng, vẫn đang hơi giật. Không sao. Xem được. Vàng đứng hình tí thôi. Ui dồi, vạch lên đời kìa. Vâng, em của ngày hôm qua luôn. Đang đúng người. Ông ngoại vác dâm ông đọc. Nào, cách nào chống lại ông này không nhỉ? Dân mình đang đi bộ ông đi đập rồi ạ. Khó chịu thật. Rồi bây giờ mình có bánh xe. Bánh xe cũng không dám đứng lại đập lại. Rồi ông có cùng R mất rồi. Ôi, có hai con à? À ba con. Cố lên hả anh Long. Anh là thua trận này nữa là hơi buồn. Thua trận này nữa chạm 1 thì chạm 4 thì hơi buồn. Cố lên ạ. Ông Dưa Chua thì ông quá nhiều tay. Cẩn thận lộ cái chỗ ăn hiêu này anh. Có cung R đứng kề chỗ ăn hoang hiêu. Đây rồi, đúng rồi, ôi tập đoàn, ôi cả gia phả dân của Dưa Chua rồi. Mà đông quá bắn gãy tên. Cung R đang có 4 thôi, đống dân đấy. Vậy là chỗ này cũng không kê được đâu mà, chỗ này quân ít hơn nhưng mà có dân. Ui dồi. Tay thế nhỉ. Tìm hết mặt rồi. Dân đồng ý một mã này, bắn gãy tên rồi chết chỗ đấy. Khi ông Dưa Chua này ông thả cung R rồi ông điều cung. Vâng, Xe Long này gặp cái đối thủ nó cứng quá rồi. Tham hai của anh còn có 19, xoay ta. Ui giời, tham đây 64 tỷ số. Lại quit rồi. Quit ngay, chả xem cái gì nữa. Cày.
một cái ông khác ông ấy chơi bình thường, ông dưa chua này ông ấy vả dã man đấy nhỉ, tím hết mặt. 1-4 một tỷ số mà choáng váng của Trang Long, thắng đúng trận đầu. Còn thật chí 5 cái trận đi đầu ông dưa chua chơi đúng cái bài đấy thôi, đó là ép đời khét oan đánh ít dân, đi dâng Nga vác cả dân đập. Ông dưa chua ông nhiều tay mà, ông tự tin đấy nhỉ. Ông đập nó tím mặt mày luôn ạ. Ủa, anh em cứ ủa, rất nhiều anh em đang bình luận hâm mộ dưa chua thì kinh rồi. Căng quá, căng quá. Rất mong anh em bình luận tham mưu cho Trang Long đánh bại dưa chua. Chạm 1 và chạm 4 nghe vẻ căng. Chạm 1, chạm 4. Chua gần, rất gần người chiến thắng rồi. Cực kỳ gần. Anh vẫn trung thành với lối chơi của mình chứ. Vâng, đánh với ông dưa chua này nhanh. Tôi thấy rất nhanh, tiếng xong 5 trận. Đấy. Trận thi đấu chung kết sớm dành cho Sen Long. Mà anh em đừng bảo em ôm bom, em có ôm bom đâu. Nên đất xanh mượt, đây là quả đầu. Thế Long cần một cái thế nhà mắc Calabeo chống bài dựng Nga. Chứ còn nếu các mà thế nhà của anh không đẹp, sexy thì hôm nay lại biếu dưa chua thôi. Lại biếu dưa thôi. Dưa chua cũng là dân Hồ Bắc. Tôi cần một trận thắng của anh Trang Long để sốc lại tinh thần. Ủ mưu thua 1-4 bật 5-1. Tin vào bản lĩnh của Trang Long. Mà anh chưa có đồ nhiều, vẫn chỉ là bài cơ bản thôi. Rồi cơ cấu ngắm nghía làm sao còn bo gấp. Là bài một nhiều về và quả phía bên ngoài. Đây là quả phụ 6 cây của Trang Long. Ken được cái gỗ không? Không ken được cái gỗ. Vẫn vương. Mà chỉ nghe bài cái ông dưa chua đẹp mãi. Đánh cái bài ít dân đấy gì. Đấy đẹp mãi. Không phải bài nó đánh, phải đánh 26 dân đấy nhỉ. Bài nào cũng đánh 24, 2, 13, 22 dân thì chịu. Trời độ rồi. Cơ bản thôi, 25 dân.
Omus, Pilar, Rokonta, Rogan, Donna E, Almas, Omus, Omus, Pilar, Omus, Omus, Yuri, Oklama, Omus, Malamas, Omus. Sao tôi mệt cái ông dư chua này quá đâu. Biết ai gọi mệt của tôi không? Ai mệt thì like phát là hết mệt. Như cái loot loot like thì phát là hết mệt ngay. Có khi mình phải tự like mình phát. Ui lại lên đời sớm hơn đến từ dư chua. Donna E, Donna E, Malamas, Malamas, Zogan, Omus, Malamas, Malamas, Yuri. Các game thủ khác thì khi lên đời sớm hơn Giang Long hẳn tớn cung cờ cũng không sợ lắm. Đi là bản lĩnh của Giang Long vẫn có thể thắng được. Ông dưa chua này cảm giác lên đời sớm hơn bằng một chút xíu thôi thấy ngó lo. Bằng chứng là 1-4 rồi. Long đang gặp cái bài toán là anh đang chưa tìm ra lời giải. Trận đầu thấy nhà đẹp và thủ được. Ở đây rồi lại cái ông dưa chua. Ui giời, về và gấp nhanh rồi. Ây ơi, ây ơi, đây rồi. Mày thì dưa chua này, cho nên vào cho dành dưa khú luôn anh ơi. Dưa khú luôn. Đây rồi, đấy là đóng xuyên được à. Vẫn đóng xuyên được đến từ dưa chua. Nhưng mà nhốt được hai dân, thằng dân đi dưa Nga. Nhưng chắc chắn là sẽ có thêm dân của dưa chua vác lên. Tôi không tin là chỉ có hai dân vác lên. Thì có trận mà dưa chua vác lên chục dân lên rồi. Hai dân này là hơi ít. Vâng, vẫn đóng được hai nhà BA xuyên. Vâng. Đã lên đề ba được một khoảng thời gian kha khá đến từ dưa chua. Xem nào vừa nhà đề ba đấy. Em bảo rồi thì nào cũng có thêm dân. Mà đúng là đang có dân đứng canh bách quả. Và dân có bánh xe rồi. Dân đã có bánh xe và chạy nhanh như ăn cướp rồi. Vâng, và đã lệ. Không ai là dân quân cùng chiến đấu. Dân quân cùng chiến đấu. Ôi giời, 6 dân, 5 dân ở mặt lệ là chỗ dân đóng A của Trịnh Long. Vâng, cung R ốp A thì em xem nhiều rồi. Cung R lạc đà chém rồi các thứ ốp A là xem nhiều rồi. Em chưa thấy dân ốp A này. Vâng, 5 thằng dân lên ốp nhà BA của Trịnh Long. Rồi, hai con cung R bị nhốt và dưa chua sẽ vào các cái cơ sở làm ăn. Phế ruộng của Trịnh Long, phế gỗ của Trịnh Long. Và cái hình ảnh quen thuộc. Cái hình ảnh quen thuộc diễn ra. Đứng dưa chua. Vâng, bất ngờ anh có một, tôi chưa hiểu chuyện gì. Lại cùng chờ đấy xem nào. Oklahoma. Vâng. Hình như dưa chua đóng được 2A. Dưa chua đóng được 2A và quýt. Vâng, cục mãi sao được. Vâng, chiến thắng dành cho Giang Long. Trận thi đấu thứ 6. Tỷ số được rút ngắn xuống là 2-4. Tiếp tục nuôi giấc mộng phục thù. Đúng là cái ông dưa chua này. Nhưng mà cũng phải kể đến cái pha mà bò e nhốt hai thằng dân đi dâng Nga của cái núi dưa chua, khiến cho dưa chua chỉ đóng được hai nhà A. Và cái khoảng cách trên đời của dưa chua và Xe Long nó không còn là quá xa. Chứ cứ là 22 dân với 23 dân thì căng cò dành cho Long. Tỷ số được dùng ăn số là 2-4. Và anh em thấy sôi động chưa ạ? Vẫn cái lối chơi đó của dưa chua. Lối chơi không an toàn một chút nào cả. Và đôi khi cái lối chơi không an toàn nó chính cái lối chơi đó. Lối chơi mà chỉ có tấn công thì đôi khi lại hay. Zokanta,
Zogon da Alma, Donna E. Zogon da Alma, Donna E. Alma. Lấy dưa chua nghiên cứu khá kỹ xem nào, mà anh không muốn dây dưa với lòng trong kèo thì ông số mạch phần thưởng cũng là cái động lực để mà cái tủ dưa chua cố gắng. Và anh chuẩn bị cố xong rồi, còn một game thắng nữa rồi, rất có thể một bài thi đấu mà Trường Long không lên đời, hoặc là bài anh quá đẹp, anh lại thi triển cái món võ công như nhân trận thi đấu vừa qua. Hoàn toàn dưa chua lại lĩnh. Bây giờ thì là chạm 3 và chạm 1. Bây giờ được Trường Long tỉa gọn về mương cái giếng ở nhà chính ạ. Góc 9 giờ dành cho Trường Long. Đây là một cái góc mà anh em đã nói thì được cái tỷ lệ win cực kỳ cao. Đây là một góc gọi là góc đắc địa. Không bao giờ sợ đói đồ cả. Kể cả có đói thì bù lại được cái thế nhà cực kỳ đẹp. Đây là một trận thi đấu mà đồ không phải vấn đề của Trường Long. Anh đã tìm ra một bãi quả phụ và thêm 2 con voi. Để mà tiếp tục 2 cánh rừng dừa. Liệu tỷ số có rút ngắn xuống là 3-4 không? Thì 3-4 thì chúng ta mong đến 4 đều. Một lội ngược dòng kinh điển. Không ai nghĩ đến trước kèo thì là vậy, không ai nghĩ đến dưa chua thì dẫn Trường Long sâu đến như vậy. Rất bất ngờ. Rất nhiều người trước cái thời điểm này đã gõ x0 rồi, x0 dành cho Long. Nhưng đây là còn x0, họ gõ x0 xong họ đi đâu đó, họ không xem cái trận thi đấu đầu. Và bây giờ họ quay lại, họ nhìn tỷ số 2-4 này, họ bắt đầu sốc. 23 dân của Trường Long cuối 6. Donna E, Rogan, Zoconta, 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 Romas, Alamos, Isaac, Rogan. Ôi rồi, à không, 22 dân như dưa chua chết một dân. Dưa chua chết một dân. Dưa chua vẫn vậy. Vẫn vậy. Một là anh thắng, hai là Trường Long thắng. Không hề muốn để mà Trường Long thoải mái. Thắng cũng phải thắng trong cái sự ức chế. Chiến thuật phá lối chơi kiểu Jose Mourinho này thì phải hay, nhiều anh em thích đâu phải lắm. Alamaz, Omas, Rogan, Oklama, Omas, Oklama, Hilary, Omas, Omas, Yuri, Yuri, Omas, Omas, Oklama, Alamaz, Omas, Alamaz, Rogan. Mourinho, cái điểm chung mà các cái đội bóng mà Mourinho dẫn dắt thì đều là đá hơi xù xì một chút để mà phá cái lối chơi của đối thủ. Omas, 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 Omas
Nhưng mà ông dưa chuối cũng không để so sánh với Mourinho được. Mourinho trước tiên muốn thắng thì phải không thua cơ đã. Cái ông dưa chuối đánh có an toàn đâu. Một là ông thắng, hai là ông đi mà. Chứ dối là cái phá cái lối chơi được. Anh sẽ làm đúng luật mọi người nhá. Tỷ số được vừa đang số là 3-4. Đang chém gió tí thì dưa chua này may quá. May dưa chua đi vào góc đấy, Xe Long phải e và bóng trên cùng màn hình Xe Long được đập vào nhà dưa chua cực kỳ nhiều vòi. Rất may dành cho cái thủ Xe Long trước cái ông dưa chua này. Lại chơi như vậy rồi, tỷ số được cuốn gắn còn là 3-4. Chơi cái ông dưa chua này các cái trận thi đấu nó nhanh lắm. Quá nhanh so với quy định. Tiếp tục gỡ là 4-0 không. Vâng, bây giờ cái dây bài đỏ của game thủ dưa chua đã đứt. Thật ra nó vẫn chưa đứt. Trước còn 3 trận đấu và cực kỳ nhiều voi dành cho dưa chua. Trận thi đấu thứ 8. Ủa, quả đầu xa thế. Quả đầu cách hai bóng nhà chính ạ. Xa đi. Quả đầu 6 cây thôi. Đây là yêu đầu. Đã lấp nó những cánh rừng già rồi. Góc 3 giờ. Vâng, trận đấu thứ 8 với dân bóng mọi người ủng hộ kênh Đức Lai. Giờ thì chạm mới chỉ là chạm 2 và chạm 1. Xe Long cần thêm 9 thắng nữa để đưa về trận thi đấu cuối cùng, trận thi đấu chung kết của chung kết. Và nuôi hy vọng là bật một trận thi đấu thần thánh. Anh thắng trận đầu với đối thủ thắng 4 trận thông. Và sau đó anh bật liền 4 trận thông để mà hết kèo. Vâng, lỗi một con yêu trong bầy yêu đầu của Trang Long. Nhưng đều bù lại. Trận này đẹp đi dừng. Thêm một voi. Bầy yêu đầu của Trang Long là bầy yêu 6. Có 5 con. Voi chỉ là một voi đơn côi thôi. Voi đực. Voi này còn chắc chắn voi đực. Thêm bầy yêu nữa. Không ép đầu thì phải ép nhân đôi được. Nhưng mà có thể khai thác cả trận yêu. Vâng, quá vất vả cái bầy yêu. Ông cái lối chơi cục xúc này của dưa chua. Cái lối chơi đúng là gọi là từ cục xúc rồi. Cục thật. Và mọi người đang theo dõi kèo thi đấu Somax Solo Xe chạm 5 giữa game thủ Xe Long Long.
thần long và liên thủ dưa chua. Tên mà trong game của anh là Quetti. Ở bên Trung Quốc họ tên và tiếng Trung Quốc của anh trong game là Tiểu Toan Thái. Dịch ra thì nó là dưa cải nhỏ. Toan Thái là cái loại dưa cải. Không biết ai Việt Nam chúng ta ai đặt tên cho anh là dưa chua, nghe vậy hơi chua chua tí, hơi cú tí. Không ra ý nghĩa thì cũng khá đúng. Có thời điểm mà anh người ta gọi anh là tiểu dưa chua, nghe nó còn dã man hơn. Thì chúng ta đều biết tiểu thì là từ Hán Việt dưa chua, rồi từ thuần Việt bây giờ lại gọi là tiểu dưa chua thì nghe. Nghe mà gọi là dưa cải nhỏ nghe hay. Bài kích đầu 10 xem nào. Và thế nhà chúng ta thấy là cực kỳ khủng. Rồi ta. À đây rồi. Bên đời ngang nhau ở đời 2. Như vậy là cái ông dưa chua này không chơi được cái trò ấy nữa rồi. À, đây rồi. Tưởng anh lại 23, 22 dân nữa xoài ngất người. Không. Cùng thì anh cũng gặp cái bài thi đấu không chơi kiểu như vậy. Cùng thắng. Này, Xe Long lại sướng quá. Như Xe Long đang cười rồi đấy. Tạm thời biết mình không đứt ở mấy cái phút đầu được không? Hoàn toàn có thể là bài dưa Nga của dưa chua. Hoàn toàn có thể đây là bài dưa Nga của dưa chua. Rất may rất nhiều game thủ là bị cái lỗi đó là nhớ ruộng vào trong cái nhà chính. Anh em hay bấm chít ruộng lên tục tục là bị hủy kích đời đấy. Chim sẻ cũng đã từng bị mà cái lỗi đó rồi, đó là nhớ ruộng vào nhà chính khi mà chưa lên đời mà bị hủy kích đời nha. Thành ra là tím. Kích đời được tầm khoảng 90% rồi, đột quỵ. Tự nhiên thấy hack. Đấy, tự nhiên thấy thực của mình dồn lên nó nhiều thế. Tự hack. À, kích đời. Cày. Anh chỉ đời. Xoay tham cho nào. Vâng, để đời bằng kích nha. Chỉ số giò của dưa chua cũng không cao lắm, mười mấy phần trăm thôi. Cái nhà xe nào như thế này thì chúng ta tới một số ít trận thi đấu và sẽ làm tự tin 4A thi triển cái món võ công 4A trận qua ai sớm cùng nhà phát triển ruộng lên nhanh nhất. Đây là trận thi đấu mà anh vẽ được nhiều ruộng nhất từ đầu kèo đến bây giờ. Có bài quả việc thì chùa thế nào đi cần ở đầu là chưa đúng hướng và bây giờ móc xuống. Móc xuống vị trí góc 6 giờ. À không, đây là nhà dưa. Đơn bắn xuyên rừng. Và đây, này dưa chua đánh thủ thì anh cũng không hề dừng ngay. Thế nào là chọn vị trí đề, em rằng dưa chua leo một tên dốc. Thế nào vẫn đang cố gắng hiện rằng lùi lại để tụ cái tân quân tiếp viện lên. Tư thế đẩy lên cái trận tấn công được về trận học. Trận này dưa chua rất rất hay đó anh đánh thủ. Thế lại đổi chiều mất rồi. Thường chúng ta thấy dưa chua tấn công thì sẽ làm đánh thủ. Bây giờ sẽ làm ngoi lên rồi. Vùng lên và cướp chính quyền ngay anh ơi. BC dành cho Sen Lọc. Không phải tăng A mà đóng BC. Vẫn là bốn nhà bè bắt đều trận thứ 2. Trận thứ 2 đâu nhỉ? Tưởng anh thích trận thứ 2 sớm. Vẫn chưa có trận thứ 2. Anh quên à? Vâng, BC nhà chính mới thì thể hình luôn từ chỗ đấy vào. Alo,
Đã có chặt của ai? Máy 63 dành cho xe lao của HD từ Tham Lai mà to nhất từ đâu đến giờ. Còn cái gửi xe lao vừa đánh thổ. Chưa đánh thổ. Vào xe lao bắt cuộn khi xe chua. Xe lao thừa kinh nghiệm biết dừa được làm gì. Xe lao chàng anh hạ dừa chua ở cái trận này. Trận mà dừa chua chết rất nhiều dân chất cản cung. Sự ổn định là thứ mà dừa chua không có. Sáng lòng sẵn sàng tiêu cung này. Mà sáng lòng không mất gì cả. Những cái con cung rờ này ở nhà anh tăng Nga lên sẽ bù lại được cái số lượng cung rờ chết đi. Mà vẫn đang ép đến từ sáng lòng. Dừa chua chưa thể phản công. Chơi áp đặt được cái lối chơi lên đối thủ. Công, công, công khiến cho đối thủ không ra được khỏi nhà. Ở nhà thoải mái phát triển làm ăn. Đúng đều và đưa về trận chung kết của chung kết mùa 1-4. Sẽ có anh sẽ có cơ hội để mà đập kèo cánh rừng thủ đô. Cấp đầu máu dành cho Xe Long. Dưa chua phản công. Xe Long vẩy lê cả đường đi công của đi quân của Dưa chua. Dưa chua không leo được dốc. Dưa chua không leo được dốc. Thể pha vẩy lê thực tế của Xe Long là giữ game của Dưa chua ở dốc. Dưa chua đang cố gắng. Anh không ốp được sau cây này là anh quýt. Chua đúng là không chơi được, anh rút lui. Anh chưa quýt, anh dồn thêm một tơ nữa lên. Rút đi là gì thì dụ sẽ làm xuống khỏi dốc, khỏi xa, khỏi nhà A của mình thôi. Chứ anh chưa vội vàng quýt. Dù biết là Tha Lai, dân của Xe Long chắc chắn hơn thì chua chua. Chua. Xe Long set up một tầng vòng ra để bắt. Ngày 84 của Sang Long, Sang Long đi tấn công một tên rất cùng lúc đó thì game thủ Dưa Chua cũng tràn vào nhà A. Đây có phải sai lầm của Sang Long hay không? Liệu phải sai lầm của Sang Long hay không? Đây là nhà A của Sang Long và số lượng quân lọt vào ốp A của Dưa Chua không có nhiều. Sang Long tên đi công của Sang Long ở nhà A Dưa Chua cũng không còn nhiều. Dưa Chua cũng bắt lần Long thì nhiều một tên đập dân hay rồi. Xe Long hoàn toàn thủ được cái nhà của mình. Anh bắn kéo và cái tên đi công của Xe Long còn không còn. Và Dưa Chua lọt thẳng ruộng chính. Lọt thẳng ruộng chính đến từ Dưa Chua. Và cái tên này chỉ còn 6 con cung R thôi. Nên nghĩ là Dưa Chua sẽ hit and run. Hit and run vòng quanh ruộng. Nhưng rất may Xe Long đóng 3 nhà B sát với bản đồ. Và cái tăng dụng của 3 nhà E đó chứ ạ. Tỷ số là 4 đều. Nhưng không có 3 nhà E đó, Dưa Chua sẽ cố gắng hit and run. Bắn xong lại chạy đi một vòng ở chỗ dân ruộng đấy là hết khả năng của Dưa. Không phải cái chiến thuật chơi giống những trận thi đấu đầu tiên mà là đánh đua với Xe Long, đánh thủ. Và Xe Long công cho không ra khỏi nhà thì điểm đầu, thì điểm sau Dưa Chua không gượng được. 4 đều và chuẩn bị có trận thi đấu cuối cùng. Chúng ta có trận thi đấu chung kết của chung kết trong kèo thi đấu Showmax biểu diễn Solo Xen chấm 5. Trận thi đấu thứ 9, trận thi đấu cuối cùng. Tháp hương nào. Tháp hương nào. Rồi, đây.
Soi cái gì, hóa ra bấm setting. Vâng, quả đầu đẹp quá, đảo quá. May rất may là có vòi. Còn bảy quả đầu trên cái cây gỗ như thế này. Tín người. Còn cố để mà gỡ hòa rồi mà lại gặp một map xấu quyết ngay ở thời điểm trận thi đấu chung kết này thì quá nghiệt ngã dành cho Seng Long. Nhưng Seng Long cũng đã tìm ra hai bầy yêu. Đây là ép đầu. Vâng, rất căng thẳng xem bài Seng Long phải ngó bài dưa chua xem nó phải như thế nào. Bài dưa chua mắc cả đau bêu và cái lối vâng lối chơi cục xúc của dưa chua thế thì chịu rồi. Mọi người ai chơi like đi ạ. Đấy đây anh em ơi. À, đi nào. Đây mà ta làm mày làm quá bị hơi mình. Yo, ta làm rồi ghé qua quán bia làm mấy cốc. Mày tối chém gió thì vui. Đời khi thế vui hơn. Sương. Đỡ phải bon chen các thứ. Anh em nhỉ. Rogan? Đây chính xác là dưa chua mà số 1 deep map đây. Đấy, anh em hỏi có phải số 1 deep map thế giới không thì đây chính xác anh ạ. À. Ôi không biết là ôi không xem cái thể loại deep map đấy lắm. Rất nhiều game thủ đánh giá là ông này số 1 thế giới. Tuy nhiên nó là số 1 thế giới thôi. Là không có cái bảng xếp hạng hay là cái gì danh dùng gì cả để mà xếp game thủ vào top. Là xếp top trong cái AOE này thì cực kỳ khó. Phải chăng có cái gọi là cái leak và cái danh kiểu LOL các game thủ muốn mình là top 1 phải chơi nhiều, phải thắng nhiều, phải cày điểm nhiều. Tất nhiên là anh em không có thể tuần chơi một trận mà vẫn có thể lên thách đấu được. Mà từ thời điểm mà chưa danh gì cả mà lên thách đấu được, tuần chơi một trận thì đâu ra mà lên thách đấu. Các cầu thủ phải cày nhiều. Mà hiện tại AOE này thì không có cái đó. Rất mong là sắp tới thì các anh có làm cái gì. Thì như vậy không. Nhà cung đây là mài lực yếu của Seng Long. Homus, 25 dân cộng 1. Nhưng đây là bài không có quả phụ và đúc ruộng. Dưa chua chơi kiểu gì đây? Trận này là dưa chua. Điểm số của dưa chua đang ít hơn. Darwin. 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 Darwin
Vâng, mấy trận đầu chơi rất cục xúc, chơi đi dân Nga, chơi đập dân, cậy lên đời sớm mà cứ thế bắt nạt Sen Long thôi. Mà hai cái trận thi đấu bằng 27 dân của Dưa Chua, hai cái trận thi đấu cuối này chơi rất hiền ạ. Có phải gặp bài nó không còn đẹp nữa rồi, đẹp mãi ai chơi, đẹp mãi chỉ tôi nhớ đến cái ông chim sẻ cực kỳ đẹp. Nhưng mà chim sẻ thật ra mà đánh á, chim sẻ mấy trận đầu không đẹp đâu, đối thủ toàn dân trước, mấy trận cuối thì một cái dây gì đó ảo Malazada, quân đối thủ vừa xấu, map cũng vừa xấu, anh bật một mạnh. Đấy, cái thủ Chip Boy là một cái thủ mà sẽ nhiều Chip Boy và Hồng Anh sẽ cái cảm giác khi mà đánh chim sẻ vừa cái trận thế đó, kiểu ảo Malazada. Còn cái ông Dưa Chua này lại khác nha, mấy trận đầu thì khỏe dã man, mấy trận cuối này bắt đầu không còn khỏe nữa và chuẩn bị đi ăn bật. Cái ông chim sẻ thì là ông ấy bật, còn cái ông Dưa Chua thì đi ăn bật rồi lên đời muộn hơn Sen Long. Có lẽ đây là trận đấu hiếm hoi mà Dưa Chua lên đời muộn hơn Long, hiếm hoi mà Dưa Chua lên đời muộn hơn Sen Long, rất hiếm, toàn lên đời sớm hơn, thậm chí ngang cơ. Chưa thấy, chưa có trận thi đấu nào lên đời ngang, lên đời thua Sen Long cả, muộn hơn cả. Đây chỉ có lẽ trận thi đấu đầu tiên trong cả kèo này, kèo thi đấu 9 trận mà đúng một trận ông lên đời muộn hơn. Rất có thể là cái trận thi đấu khiến anh bị bật. Dưa Chua đã tới, Sen Long tân cung đời đầu, hai con tách đi và chưa tìm ra nhà Dưa ở đâu. Lên 12 giờ ngay, khi mà Dưa Chua đi quân ở mặt đầy xuống. Ở đâu rồi? À đây, 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 đây. Đây. Ăn hoang hiêu à, bắn ngay nhưng đây có hai con. Đây có hai con, mình bắn chết dân đấy. Dưa Chua, Sen Long đợi Dưa Chua. Dưa Chua có thêm cả dân. Vâng, đây rồi, vẫn cục xúc như vậy thôi. Cái lượng dân này sẽ kết hợp với cả cung đờ thì chung quay cả E và A của Sen Long. Dưa Chua có đủ tay điều hay không? Chơi dân cực kỳ mất tay, chơi cả cung cả dân cực kỳ mất tay. Vâng, Dưa Chua đã đẩy Sen Long xuống dốc và vào trong nhà rồi. Sen Long tiếp tục cắm hai con cung đờ và bãi gỗ của Dưa Chua. Sen Long cũng có dân ra để bảo lệ và anh bắt đầu leo lên dốc, đẩy Dưa Chua xuống dưới dốc, con dốc này và cả chỗ dân này. Vâng, dân của Dưa Chua đang không áp sát được cung đờ. Thấy cung đờ của Dưa Chua, cả dân của Dưa Chua, bác tiếp dân lên anh ơi, bác tiếp dân ra. Số lượng quân ở nhà bia của Sen Long không còn nhiều nữa rồi, chỉ đúng một con thôi, đúng hai con thôi. Còn một tên nữa để ra là 5 con. Ôi lên anh, đỡ xong cái tên trông này. Dưa Chua quýt rồi thì đơn giản Dưa Chua không còn dân nữa rồi. Dưa Chua không còn dân nữa rồi. Sen Long chủ động ra ngoài. Có bãi quả trước cửa nhà ai kìa. Đã bãi quả trước cửa nhà bia. Dưa Chua đều vẫn chắc có hai con nữa, làm sao mà đều 4 A được. Một đống dân ăn hoang thì không còn. Dân bãi gỗ thì bị bắn rồi. Dân một đống dân vác lên đây rồi chẳng nhẽ. À đây. Vâng, đã là quanh ruộng rồi. Đã là quanh ruộng rồi. Đỡ được cái tơ này thắng. Đỡ được cái ba nhà công này của Dưa Chua thắng. Bãi quả sẽ giúp được Sen Long có thực để tiếp tục bảo quân. Này thì là cung R, chơi với cung R thôi, nhưng dân là không còn. Vâng, Dưa Chua tiếp tục bắt dân ra. Chỗ dân này giữ dân ruộng của Dưa Chua. Hai con cung R tăng đi từ đầu là gần quá hiệu quả. Hai thằng này từ phong anh hùng lao động. Dưa Chua điều dân là cung đi tấn công thì hay, mà chạy dân ở nhà bãi gỗ thì không hay. Hai cung R Sen Long bắn quá hiệu quả.
Tháp hai của anh vẫn là 32. Ủa, ăn hết bãi quả kia rồi à? Còn hai dân đứng chơi ở phía bên ngoài kia. Càng về lâu về dài thời gian không ủng hộ giữa đâu mà. Yes. Tỷ số là 5-4. Một cuộc lật đổ kinh điển của Trang Long. Người ta đã tin dưa nhưng mà Trang Long thì không. Năm nhà A cơ ạ. Vâng, rất nhiều người đã tin tưởng dưa chua một trận thi đấu anh có thể hạ gục Long. Bản lĩnh và thêm một chút gì đó cũng thuộc dạng may mắn ở cái trận thi đấu mà vâng, dưa chua không thể chơi được cái trò đó, trò cúc xúc. Những trận thi đấu cuối thì dưa chua lại không thi triển món đó, võ công đó nữa khi mà không lên đời sớm. Kết thúc kèo, tỷ số chung cuộc là 5-4 dành cho tuyển thủ Sen Long. Thua 1-4 bật 5-4. Anh em thấy sôi động gì ạ? Phần kèo thi đấu xin phép được kết thúc tại đây. Rất mong mọi người sẽ để lại những lượt like, lượt chia sẻ và nhớ bình luận ở dưới. Ai thích bình luận ở dưới. Và đừng quên đến nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các kèo thi đấu sau.